các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, một chương trình yêu thích của những ai yêu ẩm thực và yêu bữa cơm gia đình đầm ấm yêu thương. Chương trình do công ty Ajinomoto Việt Nam tài trợ. Và xin được giới thiệu đến quý vị đầu bếp quen thuộc của chương trình, cô Diệu Thảo. Em chào cô. Chào Thanh Phương, chào quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Hôm nay không biết là Thanh Phương có đem tới cho cô một cái yêu cầu gì từ phía khán giả hay không nè. Dạ có chứ ạ. À. Thanh Phương có nhận được một email của một vị khán giả, Thanh Phương chia sẻ với cô Thảo nè. Để cô đọc thử coi nha. À, thì khán giả này viết như sau: món gỏi là món yêu thích của gia đình tôi. Tôi thường làm gỏi từ ngó sen nè, đu đủ xanh hay là bắp cải. Nhưng mà cuối tuần này thì tôi muốn có một món gỏi mới từ rau củ, phải là thật khác lạ và thật ngon miệng nữa. Món ngon mỗi ngày hãy giúp cho tôi với. Và cô Thảo ơi, em thấy yêu cầu này không có đơn giản đâu nha cô Thảo. Vậy làm sao đây ta? Vì khán giả này yêu cầu là một món gỏi phải không? Dạ đúng từ rồi. Từ rau củ khác lạ. Được rồi, cô sẽ hướng dẫn ngay một món gỏi nè, từ thịt bò. Và đặc biệt là với một loại rau đảm bảo là khác lạ và rất là đặc biệt. Cô Thảo làm em tò mò quá, lại rau gì mà đặc biệt dữ vậy nè? Đó là rau cần. Rau cần là một loại rau mà cung cấp cho cơ thể chúng ta rất là nhiều vitamin và đặc biệt là chất xơ nữa, mà nó còn có tác dụng thanh nhiệt. Món ăn ngày hôm nay có tên là gỏi rau cần thịt bò. Với món gỏi rau cần thịt bò thì mình phải chuẩn bị những nguyên liệu nào hả cô? Thì rất là đơn giản thôi, gồm có 150g thịt bò phi lê, 200g rau cần cạn, một củ hành tây, một trái ớt sừng, 3 củ hành tím, một ít rau răm. Ngoài ra chúng ta còn cần chuẩn bị tỏi băm, ớt băm, một ít tương ớt và mè rang, các loại gia vị thông thường và giấm gạo lên men Ajinomoto. Cô đã chuẩn bị một cái tô lớn để chúng ta ngâm giấm đường cái phần rau cần nè. Chúng ta cho vào trong đây khoảng một chén nước, nửa chén giấm, khoảng 3 muỗng canh đường nữa. Cuối cùng thì cô sẽ cho thêm khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto nữa. Em nhớ là cái phần rau cần á, nếu mà chúng ta ăn mà muốn làm cho thật sạch đó là phải lặt thật kỹ nè, rồi sau đó phải ngâm nước rồi rửa sạch lại rất là nhiều lần, như vậy rất là mất công ha cô ha. Đúng rồi, nhưng mà cô có một cái mẹo, chúng ta ngâm qua cái nước gạo á khoảng chừng 5-15 phút thôi là được rồi, rồi chúng ta vớt ra. À, chúng ta mới rửa lại thì như vậy quá trình rửa của chúng ta sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Như vậy là Thanh Phương lại có thêm một bí quyết nữa để giúp cho chúng ta có thể rửa rau cần thật sạch rồi. Thanh Phương lưu ý nhắc lại một lần cho quý vị khán giả nhớ nhé. Đó là chúng ta sau khi đã lặt xong rau cần thì chúng ta nhớ ngâm sơ qua với lại nước vo gạo, sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được một khoảng thời gian đáng kể trong việc rửa rau sạch đấy. Chúng ta sẽ cắt rau cần này ra khúc dài khoảng chừng 4-5 cm. Chúng ta sẽ bỏ vào và chúng ta ngâm. Chúng ta cho cái phần rau cần này vào, chúng ta sẽ ngâm chung với lại cái phần rau răm này nữa. Củ hành tây á, quý vị khán giả sẽ cắt sợi. Cắt xong thì chúng ta cũng cho vào trong cái hỗn hợp giấm đường. Phần củ hành tím bào mỏng. Trong khi chờ cho cái phần rau cần thấm gia vị thì quý vị khán giả sẽ chuẩn bị nước trộn gỏi. Chúng ta sử dụng 2 muỗng canh giấm gạo lên men Ajinomoto. Khoảng chừng 1 muỗng rưỡi đường nè. Cho vào khoảng chừng 1 muỗng cà phê, tỏi băm, rồi khoảng 1 muỗng rưỡi ớt băm nữa. Cho thêm vào khoảng 1 muỗng canh tương ớt. Để cho cái vị của nước trộn gỏi này ngon hơn thì quý vị khán giả sẽ cho thêm vào khoảng 1 muỗng canh nước mắm nữa. Dạ. Cuối cùng chúng ta sẽ cho thêm một chút xíu, khoảng 1/5 muỗng cà phê muối thôi. Dạ. Vậy là phần nước trộn gỏi chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ thì quý vị khán giả sẽ đặt một cái nồi lên bếp. Chúng ta cho giấm đường vào để chuẩn bị chúng ta sẽ trụn phần thịt bò này. Cái nước giấm đường này thì cũng rất là đơn giản. Quý vị khán giả có thể pha theo cái cách mà chúng ta ngâm giấm đường giống như lúc nãy chúng ta đã ngâm rau cần á. Bây giờ thì sẽ nhúng thịt bò này vào. Cô ơi, sau khi mà nhúng sơ qua với lại nước giấm gạo lên men Ajinomoto, Thanh Phương thấy là cái miếng thịt bò nó vẫn còn giữ được cái màu tươi, không đúng bị xỉn, không bị nâu đen. Khi mà chúng ta trụng qua cái phần thịt bò này với hỗn hợp giấm và đường á, thì sau khi trụng xong miếng thịt bò nhìn thấy vẫn còn mềm mại, vẫn còn cái màu sắc hồng tươi và đặc biệt là chất ngọt ở trong thịt bò vẫn còn được giữ nguyên, cho nên chúng ta áp dụng với món gỏi thì rất là phù hợp. Quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý nhé, khi chúng ta sử dụng thịt bò để làm gỏi thì nhớ trụng sơ qua với lại nước giấm gạo lên men Ajinomoto để giúp cho thịt bò vẫn còn giữ được nguyên hình dáng đẹp. Bên cạnh đó thịt bò sẽ không bị khô, không bị thâm đen xỉn màu mà vẫn còn giữ được chất ngọt của thịt. Và bây giờ thì đến phần trộn gỏi, quý vị khán giả sẽ để cho thật là ráo cái phần rau cần này và bây giờ chúng ta trút vào trong cái tô lớn. Phần thịt bò chúng ta cũng sẽ cho chung vào. Cô sẽ trộn đều cái phần nước sốt trộn gỏi này vào nè. Ớt sừng chúng ta đã sắc sợi, chúng ta sẽ cho vào khoảng chừng 2/3.
mè rang chúng ta cũng sẽ cho vào khoảng chừng phân nửa. Chúng ta sẽ trộn lên thật đều để cho cái phần nước sốt này nó lại ngấm vào trong cái phần rau cần và phần thịt bò một lần nữa, thì như vậy cái món gỏi của chúng ta mới ngon. Cô chuẩn bị một cái dĩa để trang trí. À, một ít ớt sắc sợi nè. Rắc thêm một ít mè vô nữa. Cô đã gấp sẵn một phần đây cho Thanh Phương thưởng thức. Cảm rồi đó. Cảm ơn cô Thảo, cô thiệt là hiểu với em đó. Đúng thiệt đó cô Thảo, rau cần không còn cái vị hăng nhờ ngâm sơ qua với lại nước giấm gạo lên bê Ajinomoto. Còn với thịt bò thì vẫn còn giữ nguyên được vị ngọt, và đặc biệt là khi rắc thêm một ít mè vào làm cho món gỏi càng dậy lên được cái mùi thơm. Đây quả thật là món gỏi rất tuyệt vời đó cô Thảo ơi. Quý vị khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày cũng đã khép lại rồi. Và nếu như quý vị có những băn khoăn liên quan đến vấn đề bếp núc, xin mời quý vị liên hệ với chương trình qua hộp thư 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam qua số điện thoại 0838237557, hoặc có thể truy cập vào website mongonmoingay.com hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Ngoài ra, từ nay đến 12 tháng 10, mời quý vị tham gia cuộc thi rổ tài với Món Ngon Mỗi Ngày với trị giá giải thưởng chung 30 triệu. Và bây giờ chúc mừng 4 bài dự thi chiến thắng tuần 1. Còn bây giờ Thanh Phương và cô Diệu Thảo thân ái chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.